ngay trong báo lũ thì báo tuổi trẻ đã tổ chức cái đoàn cứu là... trợ Chiều 18 tháng 9, tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quang Kim, Bác Xác, Lào Cai, báo tuổi trẻ đã trao hơn 600 xuất quà từ đóng góp của bạn đọc cho học sinh ở nơi từng chìm sâu trong nước lũ. Xã Quang Kim có 12 thôn, 7 thôn chìm trong nước lũ nhiều ngày qua. Nước đã trút, việc khắc phục thiệt hại rất vất vả. Ông Chu Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quang Kim cho biết, có 365 hộ dân bị nước ngập, tài sản bị trôi, hỏng, hơn 600 hộ dân khác bị ảnh hưởng hoa màu, thủy sản đang nuôi trồng, nhiều đoạn đường, công trình thủy lợi bị hư hỏng. Chia sẻ tại buổi trao quà cho học sinh, ông Chu Văn Hội bày tỏ sự xúc động, ông cho biết, sau lũ chính quyền, các đoàn thể địa phương đã nỗ lực trong nhiều ngày qua để khắc phục thiệt hại nhiều gia đình hiện vẫn rất khó khăn và việc này có thể ảnh hưởng đến tinh thần học tập của nhiều học sinh vì thế những món quà đến đúng lúc là sự động viên tinh thần rất lớn không chỉ với các cháu bé thầy cô giáo trong các nhà trường mà cũng là sự động viên với các cấp lãnh đạo tại địa phương Trường tiểu học Quang Kim có 686 học sinh, 343 em có gia đình chịu thiệt hại bởi trận lũ, trong đó 78 gia đình học sinh bị sạt nhà, nước ngập sâu, khiến nhiều tài sản, đồ dùng sinh hoạt bị hỏng, trôi. Có 77 học sinh của trường tiểu học Quang Kim buổi đầu đến trường trong tình trạng không còn sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập. Một cô giáo của trường tiểu học Quan Kim cho biết, hiện chúng tôi mới xin cho các con được 43 bộ sách giáo khoa. Sự hỗ trợ của báo tuổi trẻ đến đúng lúc giúp các con có đồ dùng học tập việc này khích lệ các con rất nhiều từ khi được báo sẽ có quà các con rất vui